huấn luyện viên Park Hang-seo và bài học từ Toshiya Miura. Chứng kiến U23 Việt Nam chật vật đánh bại Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại U23 châu Á 2022, người hâm mộ có lẽ đang thấy hình ảnh của ông Toshiya Miura ngày nào, người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ là những nhà cầm quân có tên tuổi nhưng lại không thể hiện được năng lực khi thiếu đi những gương mặt có thể gây đột biến. Quãng thời gian 2 năm làm việc cùng bóng đá Việt Nam của huấn luyện viên Toshiya Miura rồi lại rút xuống giữa niềm hy vọng đã cạn kiệt nơi người hâm mộ. Miura cũng bị nhiều người ngó lơ giống huấn luyện viên Park Hang-seo, không ai để ý đến chuyển động của đội tuyển quốc gia cho đến khi Miura cùng U23 Việt Nam tạo lên cơn địa chấn ở ASEAN 2014. Đáng tiếc là sau kỳ ASEAN ấy, huấn luyện viên Miura không thể hiện được nhiều trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Chúng ta bị loại ở vòng bán kết AFF Cup, nơi hàng thủ liên tiếp mắc những sai lầm khó hiểu ngay trên sân Mỹ Đình và để thua Malaysia với tỷ số 2-4. Lứa cầu thủ gồm có Mạc Hồng Quân, Công Phượng cũng bị loại ở bán kết. Việc bị loại sớm ở U23 châu Á 2016 trở thành giọt nước tràn ly khiến ông mất việc. Dấu ấn xuyên suốt thời gian đó là Miura dường như không có bài tủ khi gặp những đội bóng dưới cơ. Là một huấn luyện viên thiên về lối đá phòng ngự phản công, Miura cũng thích sử dụng những cầu thủ cơ bắp nơi tuyến giữa, tốc độ nơi hai bên cánh. Chiến thuật đó vận hành rất tốt ở ASEAN nhưng không còn hiệu nghiệm ở AFF Cup và SEA Games. Nguyên nhân hồi đó quy về trách nhiệm của huấn luyện viên Miura, nói ông bị bắt bài, nhưng sự thật có phải như vậy không? Miura dường như chịu tiến oan và khá nhiều chuyện hiểu nhầm trong thời gian ông làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Bài phỏng vấn được ông thực hiện trong thời gian đưa đội sang Nhật Bản tập huấn, nói cầu thủ Việt Nam không có ý thức phòng ngự và V-League là giải đấu kinh khủng, trở thành đề tài bị chỉ trích ngay sau AFF Cup. Đến những giải đấu quan trọng, ông lại phải tiếp quản một đội hình đang trong giai đoạn chuyển giao chứ chưa thực sự chín. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh chỉ là những cậu bé tuổi 19 đôi 10 dưới thời huấn luyện viên Miura. Tài năng của họ là điều không thể phủ nhận, nhưng những cầu thủ này còn thiếu kinh nghiệm thực chiến trong mắt chiến lược gia Nhật Bản. Thực tế là những huấn luyện viên trước và sau thời Miura nắm quyền cũng không thể làm khá hơn thành tích của ông. Phải đến khi lứa cầu thủ từng tham dự U20 World Cup thực sự cứng cáp, bóng đá Việt Nam mới cất cánh. Xin đừng so sánh lứa cầu thủ hiện tại với những người từng thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói như thế khi được hỏi về khác biệt giữa hai thế hệ. Trên thực tế, lứa cầu thủ gồm có Văn Toản, Thanh Bình hay Hải Long mới là những người được quy hoạch cho kế hoạch vươn ra World Cup của bóng đá Việt Nam. Nhưng những gì họ thể hiện dường như chưa xứng tầm với tham vọng ấy. Chính thầy Park sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa cũng nói ông rất thất vọng với màn trình diễn của U23 Việt Nam. Sẽ không lạ nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo phải đón nhận chỉ trích sau vòng loại U23 châu Á, giống như những gì ông từng nhận ở vòng loại World Cup vừa qua. Tương tự như Miura trong quá khứ, thầy Park phải đang nhận lỗi từ một hệ thống mà ông chỉ là người tiếp nhận thành quả và phải lãnh nhiệm vụ tay không một gột lên hồ. Thật khó trách cứ huấn luyện viên Park Hang-seo khi U23 Việt Nam lần này chỉ là những cầu thủ lạ lẫm với cả người hâm mộ. Đội trưởng Đặng Văn Tới là ai? Đang đá cho câu lạc bộ nào? Văn Xuân, Văn Đô thi đấu ở vị trí nào? Thuận chân nào? Rất khó trả lời cho những câu hỏi này bởi họ chưa được thi đấu thường xuyên ở V-League. Ngoài một số cá nhân như Văn Toản, Hải Long hay Thanh Bình, U23 Việt Nam giờ không có gương mặt nào thực sự nổi trội như lứa đàn anh Quang Hải, Công Phượng trước kia. Nói cách khác, huấn luyện viên Park Hang-seo không có át chủ bài nào gây đột biến cho U23 Việt Nam lúc này cả. Thay vì bàn luận về thành công và thất bại trong chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo, sẽ công bằng hơn khi chúng ta nhìn vào những con người ông đang có trong tay. Bóng đá Việt Nam suy cho cùng vẫn chỉ là một mảnh đất cằn cỗi thiếu vắng tài năng, rất khó để tìm thấy một Quang Hải hay Công Phượng thứ hai. Với một nền bóng đá chưa có hệ thống đào tạo trẻ bài bản, nơi những giải đấu vẫn còn tổ chức rất hạn chế cho các tài năng thể hiện mình.